Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội có nhiều người rao bán rầm rộ một loại kẹo giải rượu thu hút nhiều người mua với lời quảng cáo là chỉ cần ăn 3 viên trước khi uống rượu bia 15 phút thì sẽ giúp tăng tửu lượng, chống say hay nhậu tới bến. Vậy thực hư về công dụng thần kỳ của loại kẹo này như thế nào? Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị phần nào có được câu trả lời. Theo quảng cáo, loại kẹo mềm này dễ sử dụng, chứa thành phần chính là tinh bột nghệ curcumin, có tác dụng xả nhanh lượng cồn trong máu, từ đó giúp nhậu lâu say hơn. Cái này bao nhiêu tiền gói anh? Cái này 100 ngàn. Cái này mình lấy ở đâu? Này là từ bên hàng. Kẹo này là dạng kẹo mềm, bỏ vô miệng ăn thôi. Này á, là thành phần của nó là tinh bột nghệ ha, thì để nó sẽ giải rượu, cái thành cái chất đó là chất giải rượu. Thì mình trước khi nhậu hoặc là trong quá trình nhậu thì sau khi nhậu mình đều được hết. Trong cái này nó sẽ bao cái bao tử, nó chán bao tử mình lại. Quảng cáo là vậy, thế nhưng theo nội dung bằng tiếng Hàn trên bao bì sản phẩm thì loại kẹo này thực chất chỉ là một loại thuốc bổ, chứ không có bất cứ tác dụng giải rượu nào. Hiện tại cái curcumin thì có, trên cái cơ sở khoa học thì người ta nghiên cứu thì có tác dụng đó. Nhưng mà để giải rượu thì tôi khẳng định là hoàn toàn là không có cái tác dụng đó. Người dùng cần cẩn trọng trước những công dụng được thổi phồng từ các loại kẹo giải rượu nói trên để tránh gây tác hại cho sức khỏe.